chị em ở yên đó nha, tí thì mẹ mang lại cho nha. Không anh. Anh chị em không đợi được hả? Rồi, đi đi xong rồi này, em là mẹ, mẹ đã nha. Chị Mai. Anh đi đây không? Đi đây, đi đây. Sang đây. Mà nhẫn quá, mà chạy không kịp mà. Đấy, một quả thanh long mà mẹ cắt được nhiều đúng không? Vào đây. Đi vào đây nha. Con này. Rồi, cho hai chị em ăn đó, ăn đi. Ngon, để mẹ lấy cho nào. Mẹ lấy đi con. Con lấy đi, mẹ cho con nè, con giỏi quá nha. Rồi. Ngon không? Ngon ăn đi con. Ngon quá. Đi ăn đi con, đi lấy đi, đi lấy đi. Bi lúc nào cũng ngoan hết nha. Đây, hai chị em ngồi đây ăn nha. Ăn xong rồi Bi mang cái dĩa lên trên bếp cho mẹ nha Bi nha. Mẹ đi bếp xong cái đã. Cái cà rốt này là để mẹ làm nước ép này chứ mới ăn thanh long mà hả? Sao ốt nịnh cái gì? Ôi 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 nịnh cái gì, nịnh gì này. Thế nào bây giờ mẹ làm nước ép uống nha nha, được không? Đi khi nào vô làm nước ép uống nha. Lâu lắm rồi mẹ cũng chưa làm nước ép cho mấy đứa uống á. Món nào đó chơi nha, mẹ phải chị cô Bi làm nước ép uống nha.
bánh này mẹ rửa sạch rồi. Mẹ chẻ ra cả nha. Có biết cái thứ đúng lại cả đó không? Ừ. Con có muốn ăn không? Mẹ cho con này. Con ngồi lùi ra đây một tí nè. Đúng rồi. Ở trong đây mẹ có dao không? Sợ nó đụng với con nha. Chơi với nhau nha. Để cho mẹ nấu cơm đi nha. Lên lên cao.